Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Nga phóng 100 tên lửa và UAV trong cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Theo thông tin từ báo tin tức, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa quy mô lớn vào Ukraine lúc rạng sáng mùng 1 tháng 6, làm hư hỏng cơ sở hạ tầng năng lượng ở nhiều khu vực. Theo tờ Kyiv Independent, ít nhất 19 người bị thương trong vụ tấn công. Tại tỉnh Dnipropetrovsk, thống đốc Sehilisat cho biết ít nhất 4 người bị thương trong các cuộc tấn công. Trước đó, thành phố Nikopol cũng bị tấn công. Theo cơ quan khẩn cấp nhà nước, tại tỉnh Lviv, lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng, làm 4 người bị thương. Trong cuộc tấn công này, thống đốc Lviv, ông Maxim Kazikovsky, cho biết tên lửa của Nga hướng tới thị trấn Sichy. Theo ông Kozinski, 6 tên lửa hành trình đã nhằm vào 3 cơ sở hạ tầng quan trọng của tỉnh Lviv. Thống đốc Oleg Snitshubo của tỉnh Kharkiv nói rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào thị trấn Balalia đã đánh trúng 2 ngôi nhà. Tại tỉnh Vinnytsia, thống đốc Sehibozo thông báo vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương, các mảnh vỡ từ thiết bị bay không người lái của Nga bị bắn rơi và gây ra hỏa hoạn tại một số cơ sở hạ tầng quan trọng. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Herman Holoschensko, xác nhận rằng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở các tỉnh Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kirovohrad và Ivano-Frankivsk. Các nhân viên liên quan đang có mặt tại hiện trường và đang xác định mức độ thiệt hại. Tại Zaporizhia, nhiều vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương. Thống đốc tỉnh Zaporizhia, ông Ivan Fedo nói rằng có tổng cộng 20 tòa nhà và cơ sở xã hội đã bị hư hỏng do các cuộc tấn công. Hiện chưa có thông tin nào về thương vong. Nga cũng phóng tên lửa vào một cơ sở hạ tầng năng lượng ở tỉnh Ivano-Frankivsk dẫn đến hỏa hoạn. Theo DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, 2 trong số các nhà máy nhiệt điện đã trở thành mục tiêu trong vụ tấn công, khiến thiết bị hư hỏng nghiêm trọng. Lực lượng không quân Ukraine đã phát cảnh báo trên không trên toàn quốc với lý do mối đe dọa từ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và máy bay ném bom Tu-95MS của Nga. Tên lửa của Nga đã bay qua tỉnh Jakarpattia, giáp với các nước láng giềng phía tây của Ukraine như Ba Lan, Hungary, Romania và Slovakia. Theo cảnh báo trên không, thành phố Mukachevo nằm cách biên giới Hungary-Ukraine chỉ 26 km về phía đông bắc, đang bị đe dọa tấn công bằng tên lửa. Nga đã phóng 47 thiết bị bay không người lái và 53 tên lửa các loại, trong đó có 35 tên lửa hành trình KH-101/555, 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 1 tên lửa hành trình Iskander-K, 10 tên lửa hành trình Kalib và 3 tên lửa KH-59/69. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tên lửa KH-101/555, 4 tên lửa Kalib, 1 tên lửa Iskander-K và 46 thiết bị bay không người lái. Bộ Tư lệnh tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết trên mạng xã hội X rằng máy bay của Ba Lan và các đồng minh đã khẩn trương phản ứng trước thông tin Nga tấn công tên lửa Ukraine. Các cảnh báo trên không đã kết thúc lúc 5 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Các hoạt động của máy bay Ba Lan và đồng minh kết thúc vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng. Trong những tháng gần đây, Nga đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trong một đợt tấn công mới nhằm vào mạng lưới năng lượng của nước này. Cuộc tấn công trên không quy mô lớn của Nga vào ngày 1 tháng 6 diễn ra sau vụ đánh bom chết người vào đại siêu thị sầm uất Kharkiv vào giữa ngày 25 tháng 5. Nga chưa bình luận gì về đợt tấn công mới nhất nói trên. Anh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công lãnh thổ Nga. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Anh chưa từng áp đặt hạn chế đối với quân đội Ukraine về việc sử dụng tên lửa Storm Shadow. Điều này có nghĩa Kiev có thể tự do sử dụng vũ khí này để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ đài RT Nga cho biết, ông Stoltenberg cho hay, mặc dù Kiev không có quyền chính thức tấn công các mục tiêu xa phía sau tiền tuyến bằng vũ khí do Mỹ sản xuất, nhưng một số quốc gia NATO khác chưa từng áp đặt bất kỳ hạn chế nào. Đây là vấn đề duy trì luật pháp quốc tế và quyền tự vệ của Ukraine. Nga đã tấn công, Ukraine đang tự vệ và điều đó bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu hợp pháp bên trong nước Nga. Tổng thư ký NATO tuyên bố hôm 31 tháng 5 trong cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu-EU tại Praha. Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng NATO coi các cuộc tấn công sâu vào Nga là hợp pháp, nhắc lại lập trường của khối rằng Moscow đã vi phạm luật pháp quốc tế vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các cuộc tấn công này chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga, như các căn cứ pháo binh và tên lửa, đặc biệt là những nơi mà Nga tiến hành các cuộc tấn công của riêng nhằm vào Ukraine. Tuyên bố của ông Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh Ukraine liên tục kêu gọi các nước phương Tây dỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Các nhà lãnh đạo phương Tây cũng đã đưa ra những tuyên bố tương tự ủng hộ điều này. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần cáo buộc Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất để tấn công dân thường thay vì các mục tiêu quân sự. Hồi đầu tháng 5, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Sergei Beliaev tuyên bố rằng vũ khí do Anh cung cấp đang được quân đội Ukraine tích cực sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường ở Donbas, cũng như các khu vực khác của Nga. Nga từ lâu vẫn khẳng định rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ kéo dài chiến tranh và việc cho phép các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga sẽ khiến xung đột leo thang. Đầu tuần này, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây sản xuất có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả xung đột toàn cầu. Hai lý do chính khiến Đức từ chối gửi tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz lưu ý rằng ông vẫn chưa thể gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus tới Ukraine, đồng thời chỉ ra nguy cơ Berlin sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ hãng tin AP, Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ và đang tăng cường hỗ trợ hơn nữa trong năm nay. Nhưng Thủ tướng Scholz đã trì hoãn trong nhiều tháng với đề nghị của Ukraine về tên lửa Taurus, loại vũ khí có tầm bắn lên tới 500 km và trên lý thuyết có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở sâu bên trong lãnh thổ Nga. Đài phát thanh quốc tế Deutsche Welle Đức cùng ngày cũng dẫn lời Thủ tướng Scholz nêu hai vấn đề chính, phạm vi hoạt động của chúng và khả năng cần sự hỗ trợ từ quân đội Đức mà ông cho rằng có thể được hiểu là sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Mô tả Taurus là một vũ khí có tầm bắn rất xa, ông nói. Những gì Anh và Pháp đang làm trong cách kiểm soát mục tiêu là không thể thực hiện được với Đức. Tất cả những ai từng làm việc với hệ thống này đều biết điều đó. Thủ tướng Scholz đã nhiều lần chỉ ra trong những tháng gần đây, giữa một số áp lực, rằng việc chuyển giao tên lửa Taurus hiện chưa được thực hiện. Nhà lãnh đạo Đức cũng đã đăng những bình luận tương tự nhưng ít chi tiết hơn bằng văn bản trên mạng xã hội nói rằng Berlin sẽ không trở thành một bên tham chiến, dù trực tiếp hay gián tiếp. Thủ tướng Scholz chưa tuyên bố dứt khoát rằng Taurus sẽ không được chuyển giao, nhưng đưa ra lời giải thích rõ ràng nhất về sự do dự của ông. Điều đã gây ra khó chịu cho cả phe đối lập bảo thủ ở Đức và một số người trong liên minh ba đảng của chính phủ do ông Scholz lãnh đạo. Chính phủ Đức từ lâu đã nêu rõ quyết tâm giúp đỡ Ukraine mà không leo thang xung đột và lôi kéo Đức cũng như NATO vào cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ không có lính Đức nào được triển khai đến Ukraine. Trong khi đó, Anh và Pháp từ lâu đã thông báo rằng họ sẽ lần lượt gửi tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scalp tới Ukraine. Ông Scholz cho biết Taurus là một loại vũ khí có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nga tuyên bố bắn hạ 8 tên lửa ATAC-MS trên biển Azov. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn TASS, ngày 30 tháng 5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 8 tên lửa ATAC-MS trên bầu trời Crimea và 8 thiết bị bay không người lái UAV do lực lượng vũ trang Ukraine phóng trên Biển Đen, ngoài khơi bán đảo Crimea. Thông báo cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ban đêm, một loạt âm mưu tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa chiến thuật ATAC-MS, thiết bị bay không người lái có cánh cố định và phương tiện không người lái dưới nước. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã bắn hạ 8 tên lửa chiến thuật ATAC-MS trên biển Azov. 8 thiết bị bay không người lái đã bị chặn trên Biển Đen, ngoài khơi bờ biển bán đảo Crimea. Ngoài ra, phía Nga cũng đã phá hủy 2 phương tiện không người lái dưới nước đang di chuyển về phía bán đảo Crimea. ATAC-MS là hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.
Trong những tuần gần đây, Ukraine đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu của Nga ở xa chiến tuyến. ATAC-MS từ lâu đã nằm ở vị trí hàng đầu trong danh sách kêu gọi viện trợ từ phương Tây của Ukraine nhằm giúp quân đội nước này có đủ hỏa lực để tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Nga ở phía sau chiến tuyến. Ukraine lần đầu tiên sử dụng ATAC-MS vào tháng 10 năm 2023. Cuối tháng 4 vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép gửi một số lượng đáng kể tên lửa ATAC-MS tới Ukraine. Đây là một phần của gói viện trợ trị giá 300 triệu USD được công bố vào giữa tháng 3 và đã đến Ukraine để triển khai bên trong biên giới nước này. Các tên lửa ATAC-MS được cung cấp gần đây có tầm bắn xa hơn, có khả năng tấn công sâu hơn vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Trong khi lực lượng của Nga đang đạt được một số bước tiến ở trên bộ, Ukraine lại tập trung tấn công các mục tiêu như máy bay và trung tâm chỉ huy nằm sâu phía sau chiến tuyến, thường là ở Crimea. Các đồng minh phương Tây của Ukraine đã cảnh báo Kiev rằng vũ khí của họ chỉ được sử dụng trong lãnh thổ tranh chấp thay vì các khu vực được quốc tế công nhận là của Nga. Nga đã sáp nhập Crimea một thập kỷ trước và Ukraine tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này. Vào tháng 4, Ukraine ban đầu sử dụng ATAC-MS tầm xa hơn để tấn công một căn cứ không quân ở Crimea, nơi có một số bệ phóng tên lửa và radar. Ngoài ra, Ukraine đã tấn công bằng ATAC-MS vào sân bay Belbek, ngay bên ngoài thành phố cảng Sevastopol của Crimea. Ukraine cũng tấn công một tàu quét mìn của Nga ở Sevastopol và tiếp đó là tàu hộ tống trang bị tên lửa, Tsiklon của Moscow. Các nguồn tin của Nga và Ukraine cũng xác nhận một cuộc tấn công nhằm vào khu huấn luyện quân sự của Nga ở khu vực Luhansk là do ATAC-MS. Tên lửa ATAC-MS của Mỹ viện trợ cho Ukraine tan phá sâu phòng tuyến Nga. Theo tờ Newsweek của Mỹ cho biết, Ukraine đang sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu của Nga ở xa chiến tuyến hiện tại, thường xuyên sử dụng vũ khí mới được viện trợ từ Mỹ để tấn công lực lượng, hệ thống phòng không, máy bay và tàu chiến của Moscow, thông tin ghi nhận từ báo tin tức. Các nguồn tin của Ukraine và Nga cũng như các nhà phân tích nguồn mở cho rằng một loạt cuộc tấn công gây thiệt hại của Ukraine nhằm vào các mục tiêu của Nga trong những tuần gần đây là do hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ATAC-MS do Mỹ tài trợ. ATAC-MS từ lâu đã nằm ở vị trí hàng đầu trong danh sách kêu gọi viện trợ từ phương Tây của Ukraine nhằm giúp quân đội nước này có đủ hỏa lực, sức mạnh và tầm bắn để tấn công các tài sản có giá trị cao của Nga ở phía sau chiến tuyến. Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng ATAC-MS vào tháng 10 năm 2023 với một biến thể của hệ thống tên lửa này để tấn công hai căn cứ quân sự của Nga, làm hư hại một số máy bay trực thăng. Cuối tháng 4 vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép gửi một số lượng đáng kể tên lửa ATAC-MS tới Ukraine. Chúng là một phần của gói viện trợ trị giá 300 triệu USD được công bố vào giữa tháng 3 năm 2024 và đã đến Ukraine để triển khai bên trong biên giới nước này, ông Sullivan cho biết. Các tên lửa ATAC-MS được cung cấp gần đây có tầm bắn xa hơn, có khả năng tấn công sâu hơn vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, trong khi lực lượng của Moscow đang đạt được một số bước tiến ở trên bộ. Ukraine lại tập trung tấn công các mục tiêu như máy bay phản lực và trung tâm chỉ huy nằm sâu phía sau chiến tuyến, thường là ở Crimea. Nga xác nhận thông tin Pháp chuẩn bị đưa quân tới Ukraine. Theo hãng tin TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận thông tin Pháp chuẩn bị đưa quân tới Ukraine. Theo bà Maria Zakharova, đã có thông tin xác nhận rằng Pháp đang chuẩn bị đưa quân tới Ukraine. Nga đã công bố những báo cáo này từ ngày 3 tháng 4, mặc dù Paris đang cố che giấu việc quân đội chuyên nghiệp của mình có liên quan đến cuộc xung đột, nhưng Kiev lại đang cố tình thúc đẩy những diễn biến này để một lần nữa kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế, đồng thời thúc đẩy chiến dịch huy động quân thất bại. Bà Zakharova chỉ ra các tài liệu mà tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandrsky đã ký. Trong tài liệu này, Kiev đã trao cho các chuyên gia đào tạo người Pháp quyền hợp pháp đến thăm các trung tâm huấn luyện của quân đội Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, Ba Lan và các nước vùng Baltic cũng đã đưa ra tuyên bố về khả năng đưa quân tới Ukraine. Trước đó, ngày 27 tháng 5, Đại tướng Sersky cho biết, sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu, ông đã ký các giấy tờ cho phép giảng viên quân sự Pháp đến thăm các trung tâm huấn luyện của Ukraine. Tướng Sersky tin rằng, quyết tâm của Pháp sẽ khuyến khích sự tham gia của các đối tác khác, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về đợt triển khai quân đầu tiên của Pháp.
Bộ Quốc phòng Pháp cho biết khả năng này đã được đề cập nhiều lần và việc huấn luyện trên đất Ukraine là một trong những dự án được thảo luận kể từ hội nghị hỗ trợ Ukraine do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì vào ngày 26 tháng 2. Ông Macron đã không loại trừ khả năng NATO điều quân tới Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với The Economist hôm 2 tháng 5, ông Macron nêu ra hai điều kiện để đưa quân tới Ukraine, gồm Nga đột phá trên tiền tuyến và Kiev yêu cầu hỗ trợ. Về phần mình, Điện Kremlin cho rằng phát ngôn của ông Macron là rất nguy hiểm, có thể gây leo thang căng thẳng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, chúng tôi đang chứng kiến những động thái leo thang bằng lời nói từ các quan chức cấp cao ở Pháp. Nguyên thủ nước Pháp tiếp tục đề cập khả năng can dự trực tiếp vào xung đột Ukraine bằng cách gửi quân đến thực địa. Đây là tuyên bố rất quan trọng và đặc biệt nguy hiểm. Ngày càng nhiều nước NATO ủng hộ tuyên bố đưa quân tới Ukraine của Tổng thống Pháp. Sau tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc đưa quân NATO tới Ukraine, ngày càng nhiều nước phương Tây bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Trong đó, những quốc gia vùng Baltic và Phần Lan được cho là nhiệt tình nhất. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ tờ Financial Times của Anh ngày 30 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Vantunen cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đúng khi khiến Nga không thể đoán trước giới hạn hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine với tuyên bố về khả năng đưa quân NATO vào lãnh thổ của một quốc gia đang có xung đột. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Vantunen nêu rõ, bây giờ không phải là lúc triển khai quân trên thực địa và chúng tôi thậm chí không muốn thảo luận về vấn đề này ở giai đoạn này. Nhưng về lâu dài, tất nhiên, chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì. Bình luận trên của nhà ngoại giao Phần Lan xác nhận rằng Tổng thống Macron nhận được sự ủng hộ của các thành viên hàng đầu của NATO sau tuyên bố gần đây của ông về Nga cảnh báo. Thất bại của Moscow ở Ukraine là hết sức quan trọng đối với an ninh châu Âu. Tờ Financial Times lưu ý, trong nhiều thập kỷ ở hầu hết các nước Trung và Đông Âu, Pháp đã bị nghi ngờ vì phớt lờ lợi ích an ninh của khu vực khi có mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin. Ngay cả sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, ông Macron vẫn nói rằng Nga không thể bị bẽ mặt. Nhưng vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Pháp đã gây sốc cho các đồng minh khi tuyên bố có thể sẵn sàng triển khai quân để ngăn cản chiến thắng của Nga trước Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Pháp, đây là cách ông đang muốn tạo ra sự mơ hồ chiến lược với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Đức, Mỹ và Anh đã bác bỏ lựa chọn này. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia Margus Tisana lưu ý rằng tuyên bố của Tổng thống Macron đã thức tỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu một chút. Thay vì triển khai quân đến Ukraine, việc viện trợ vũ khí và tài chính tới Ukraine sẽ an toàn hơn. Đồng thời, tuyên bố đó khiến Nga phải suy nghĩ về những gì châu Âu thực sự có thể làm. Lối suy nghĩ phi tiêu chuẩn như vậy rất hữu ích. Ngoài ra, Phần Lan và các nước vùng Baltic thống nhất theo ý tưởng truyền thống của Pháp rằng EU nên đóng vai trò lớn hơn trong việc hợp tác và mua sắm quân sự chung trong ngành công nghiệp quốc phòng với ngân sách tương ứng. Tổng thống Macron cũng ủng hộ Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, người đi đầu kêu gọi EU phát hành nợ chung cho nhu cầu quốc phòng. Ngay cả Phần Lan, một quốc gia tiết kiệm và phản đối việc vay nợ của EU, cũng có khả năng tham gia sáng kiến này. Tuy nhiên, các quan chức và nhà ngoại giao châu Âu khác vẫn nghi ngờ liệu Pháp có thể làm được nhiều hơn trên thực tế để giúp đỡ Ukraine hay không. Đại diện EU tại các nước vùng Baltic lưu ý rằng ông rất ấn tượng trước tuyên bố của Tổng thống Macron đối với Ukraine, nhưng ông nghi ngờ về việc Pháp luôn thực hiện những cam kết mà nước này đưa ra. Theo một số quan chức, họ đặt ưu tiên cao hơn cho sự đóng góp của Đức cho an ninh khu vực so với Pháp hoặc Anh. Dùng vũ khí của Mỹ tấn công Nga, Ukraine có thể đảo ngược tình thế. Kênh truyền hình CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Joe Biden đã cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng đạn dược của Mỹ, song chỉ được nhắm vào các mục tiêu gần Kharkov. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Washington, quyết định trên đồng nghĩa với việc Ukraine có thể sử dụng pháo và tên lửa do Mỹ cung cấp tấn công các lực lượng kho đạn dược và trung tâm hậu cần của Nga từ Kharkov. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ kiên quyết không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS để tấn công lãnh thổ Nga. Với việc nới lỏng các hạn chế trên, đánh dấu sự phá vỡ chính sách lâu nay của Washington trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng tăng từ các đồng minh thân cận của Mỹ, Ukraine đã yêu cầu Mỹ thay đổi chính sách này chỉ mới vài tuần qua khi lực lượng Nga đạt được các bước tiến lớn trên chiến trường. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Rome, ngày 30 tháng 5, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tái khẳng định nước này sẽ không bao giờ gửi quân tới Ukraine và Kiev không thể sử dụng vũ khí Italy trên lãnh thổ Nga. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Rai, Ngoại trưởng Tajani nhấn mạnh tất cả vũ khí Italy chuyển tới Ukraine chỉ được sử dụng trong lãnh thổ quốc gia Đông Âu này. Dưới thời Thủ tướng Giorgia Meloni, Italy là nước dành nhiều sự ủng hộ đối với Ukraine,
nhưng Rome chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về viện trợ quân sự cho Ukraine. Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc có nên cho phép Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga hay không. Một số nước phản đối do lo ngại điều này có thể kéo họ đến gần xung đột trực tiếp với Moscow. Cùng ngày, trong chuyến thăm bất ngờ tới Odessa, miền nam Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Berlin sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu euro, tương đương 540 triệu đô la Mỹ cho Kiev. Theo truyền thông Đức, ông Pistorius đã cho phép viện trợ một lượng lớn tên lửa tầm trung, thiết bị bay không người lái để trinh sát và chiến đấu ở Biển Đen, cũng như các phụ tùng thay thế. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Đức đã trở thành nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Kiev sau Mỹ. NATO họp bàn về viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5, Ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhóm họp tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc để bàn về viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trong bối cảnh đang có nhiều tranh cãi về việc để Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công sang lãnh thổ Nga, đây là cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng NATO nhằm tìm kiếm nguồn vũ khí, đạn dược, nhất là hệ thống phòng không để viện trợ cho Kiev trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn đang leo thang. Thông tin ghi nhận từ báo tin tức, trong nội bộ NATO đang có bất đồng sâu sắc về việc để Ukraine sử dụng vũ khí mà phương Tây viện trợ để tấn công vào lãnh thổ nước Nga. Cho đến nay, Đức, Italy và Mỹ vẫn phản đối việc để Kiev dùng vũ khí của phương Tây để tấn công sang lãnh thổ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố sẽ yêu cầu các đồng minh cam kết tối thiểu 40 tỷ euro hàng năm để cung cấp tài chính viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thư ký NATO chưa từng công khai về số tiền cần thiết tài trợ cho Ukraine. Song giới chức liên minh quân sự này từng đề cập số tiền 100 tỷ euro viện trợ cho Ukraine trong 5 năm tới, tương đương mức 20 tỷ euro mỗi năm. Ngoại trưởng các nước NATO cũng thảo luận về cách thức duy trì nền tảng vững chắc và lâu dài nhằm viện trợ cho Ukraine. Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị, Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky cho biết Séc sẽ nỗ lực đóng góp thêm cho sáng kiến tìm nguồn cung đạn dược cho Ukraine từ khắp thế giới. Ông cho biết Séc đã đóng góp hơn 1,6 tỷ euro và số tiền đó có thể mua một nửa triệu đạn pháo trong năm 2024 cho Ukraine. Ông Lipavsky tuyên bố hoàn toàn đồng ý với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng sáng kiến hỗ trợ Ukraine cần sự ổn định và chắc chắn. Theo ông, NATO cần chiến lược thống nhất trong việc hỗ trợ cho Ukraine, chứ không phải những giải pháp tình thế. Cũng tại hội nghị này, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski cho biết nước này đang chuẩn bị gói hỗ trợ thứ 45 cho Ukraine. Theo ông, Ba Lan đã gửi 44 gói hỗ trợ cho Ukraine, trong đó riêng hỗ trợ quân sự là khoảng 4 tỷ euro. Phản ứng trước các động thái của NATO, Điện Kremlin ngày 30 tháng 5 cho rằng Mỹ, NATO và một số nước châu Âu đang khuyến khích Ukraine tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa. Nga cũng cáo buộc phương Tây làm leo thang căng thẳng trong những tuần gần đây. Ông Donald Trump nhận khoản tiền kỷ lục khi vừa bị kết tội. Ngày 31 tháng 5, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết đã huy động được số tiền theo ngày kỷ lục là 34,8 triệu USD, chỉ vài ngày sau khi một tòa án tại New York kết tội cựu Tổng thống Trump. Bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại Tòa án tối cao Manhattan đã tuyên ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Với điều này, ông Donald Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị tuyên phạm tội hình sự. Nhưng một ngày sau đó, chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa khẳng định đã huy động được 34,8 triệu USD từ các nhà tài trợ trong vòng chưa đầy 7 tiếng đồng hồ sau phán quyết lịch sử vào chiều ngày 30 tháng 5 giờ địa phương. Cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử là ông Chris LaCivita và bà Susie Wiles cho biết gần 30% trong số những nhà tài trợ là những người mới tham gia trang quyên góp WinRed của cựu Tổng thống Donald Trump. Họ đồng thời nhắc lại cam kết của ông Donald Trump sau phiên tòa rằng phán quyết thực sự sẽ đến vào ngày bầu cử, ngày 5 tháng 11. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh số liệu gây quỹ mới nhất chỉ bao gồm các khoản quyên góp được gửi trong khoảng thời gian từ khi có phán quyết vào chiều hôm 30 tháng 5 đến nửa đêm 31 tháng 5 giờ địa phương. Khoản tiền khổng lồ này đến chưa đầy 2 tuần sau khi ông Donald Trump báo cáo số tiền gây quỹ hàng tháng cao hơn ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden. Và đây là lần đầu tiên trong năm 2024. Theo đó, vào tháng 4, chiến dịch tranh cử của ông Biden huy động được 51 triệu USD, còn ông Trump là 76 triệu USD. Ông Trump chỉ trích phán quyết của tòa sau khi bị kết tội hình sự.
Sau phán quyết của tòa án ở New York, trong lịch sử nước Mỹ, ông Donald Trump là vị cựu tổng thống đầu tiên bị tuyên phạm tội hình sự do làm giả hồ sơ kinh doanh. Phán quyết này sẽ dẫn đến những gì tiếp theo? Theo Reuters, kết thúc phiên tòa kéo dài 7 tuần, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại tòa án tối cao Manhattan đã tuyên ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này, làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Ngay khi rời phòng xử án, cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích phán quyết của tòa là không công bằng và gian lận. Phiên tòa tuyên án ông Donald Trump sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 7, chỉ 3 ngày trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa. Các bị cáo tội hình sự ở New York thường bị kết án trong vòng vài tuần sau khi bị kết tội, nhưng đôi khi các tranh luận pháp lý sau khi tòa ra phán quyết có thể dẫn đến sự chậm trễ hàng tháng. Theo luật pháp Mỹ, đội ngũ pháp lý của ông Donald Trump có 30 ngày để thông báo có kháng cáo hay không và có thời hạn 6 tháng để nộp đơn kháng cáo. Trong thời gian kháng cáo, bị đơn sẽ không bị giam giữ. Theo tờ Politico, phản ứng về phán quyết trên, ông Michael Tyler, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bình luận chỉ có một cách duy nhất để ngăn ông Donald Trump vào phòng bầu dục, đó là ở thùng phiếu. Bị kết án trọng tội hay không, ông Trump sẽ là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, phát ngôn viên của văn phòng luật sư Nhà Trắng Ian Sam lại trả lời, chúng tôi tôn trọng luật pháp và không đưa ra thêm bình luận. Richard L. Hansen, giáo sư luật tại Đại học California, một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ về luật bầu cử, khẳng định không có điều nào trong hiến pháp Mỹ cấm một người bị kết tội tranh cử tổng thống. Về mặt pháp lý, không có gì thay đổi với tư cách ứng cử viên của ông Donald Trump. Hiến pháp Mỹ đề ra 3 tiêu chí đối với một ứng cử viên tổng thống gồm công dân Mỹ sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, trên 35 tuổi và sinh sống tại nước này ít nhất 14 năm. Về lý thuyết, nếu ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, sau khi chính thức bị tuyên phạt án tù, ông có thể tuyên thệ trong tù vào ngày nhậm chức 20 tháng 1 năm 2025. Mức án tối đa đối với tội làm giả hồ sơ kinh doanh của ông Trump là từ 1 đến 4 năm tù. Ông Trump vẫn có thể tuyên thệ nhậm chức từ nhà tù, trại giam hoặc quản thúc tại gia nếu ông thắng cử sau khi bị kết án và tuyên án. Trong lịch sử Mỹ, từng có những chiến dịch tranh cử Tổng thống diễn ra trong nhà tù. Tuy nhiên, theo giới quan sát, về khả năng ông Donald Trump bị kết án tù, có lẽ khó xảy ra đối với người phạm tội lần đầu. Theo nhà phân tích pháp lý cấp cao Eli Honing của CNN, hầu hết các tội danh mà ông Trump vừa bị kết án thuộc loại E, loại trọng tội ít nghiêm trọng nhất ở thành phố New York. Trong khi đó, tại New York, tòa án rất hiếm khi tuyên phạt tù đối với những người không có tiền án vì bị kết tội làm giả hồ sơ kinh doanh. Hình phạt phổ biến đối với tội làm giả hồ sơ kinh doanh thường là nộp phạt hoặc có thể bị quản thúc tại gia hoặc tuân thủ lệnh giới nghiêm thay vì ngồi tù. Tuy ông Donald Trump vẫn có quyền tranh cử, nhưng vụ việc này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến chiến dịch tái tranh cử của ông. Việc bị kết tội có thể khiến ông mất đi một số lượng nhất định phiếu bầu trong cuộc bầu cử. Theo khảo sát mới nhất của Reuters Ipsos, cứ 4 cử tri Cộng Hòa có một người nói không bỏ phiếu cho ông Donald Trump nếu ông bị kết án hình sự. Truyền thông Mỹ, ông Donald Trump vẫn có thể tranh cử sau khi bị kết tội. Hiến pháp Mỹ không có quy định cấm một công dân phạm tội hình sự tham gia bầu cử. Do đó, ông Donald Trump vẫn có thể tranh cử vào tháng 11 tới, ngay cả khi ông bị tuyên án. Ngày 30 tháng 5, các tờ báo hàng đầu tại Mỹ đồng loạt đưa tin tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, vẫn có thể tranh cử vào tháng 11 tới, ngay cả khi ông bị tuyên án. Bài xã luận đăng ngày 30 tháng 5 trên báo New York Times cho biết, Hiến pháp Mỹ chỉ đề ra 3 tiêu chí đối với một ứng cử viên tổng thống, gồm đối tượng là công dân Mỹ, sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, trên 35 tuổi và sinh sống tại Mỹ ít nhất 14 năm. Hiến pháp Mỹ không có quy định nào cấm một công dân phạm tội hình sự tham gia bầu cử. Tờ báo cho biết thêm sau khi một đạo luật được Nghị viện bang New York thông qua vào năm 2021, mọi công dân bị kết án hình sự không giam giữ đều đủ điều kiện đăng ký bỏ phiếu. Ông Trump là cư dân New York và đăng ký bỏ phiếu tại Florida. Theo luật pháp Mỹ, đội ngũ pháp lý của ông Donald Trump có 30 ngày để thông báo có kháng cáo hay không và có thời hạn 6 tháng để nộp đơn kháng cáo. Trong thời gian kháng cáo, bị đơn sẽ không bị giam giữ. Trong khi đó, trang mạng Politico đưa tin lịch sử Mỹ từng có tiền lệ một ứng cử viên tổng thống tham gia tranh cử từ phòng giam. Tại cuộc bầu cử năm 1920, ứng cử viên đảng xã hội Mỹ khi đó là Egon V. Debs đã tham gia tranh cử tổng thống khi đang thụ án tù liên bang 10 năm tại Atlanta và ông đã nhận được gần 1 triệu phiếu bầu. Trước đó, trong phiên xét xử ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại tòa án tối cao Manhattan
đã tuyên ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Với phán quyết trên, ông Donald Trump đã trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị kết tội hình sự. Ông Trump có thể đối mặt với bản án từ 16 tháng tới 4 năm tù. Ông Trump đề cập đến nhiệm kỳ tổng thống thứ 3. Theo thông tin từ báo tin tức, phát biểu tại một sự kiện của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ, NRA, ngày 18 tháng 5, ông Trump tự hỏi liệu bản thân sẽ trở thành tổng thống 2 hay 3 nhiệm kỳ nếu giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Cựu tổng thống Trump hỏi đám đông tại sự kiện: "Bạn biết đấy, Franklin D. Roosevelt đã có 4 nhiệm kỳ, gần 16 năm. Tôi không biết liệu chúng ta sẽ có 3 nhiệm kỳ hay 2 nhiệm kỳ." Ông bổ sung: "Chúng ta sẽ có 3 nhiệm kỳ hay 2 nhiệm kỳ nếu chiến thắng." Trong đám đông, có người đã hô to: "3" khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa tiếp tục phát biểu. Trước đó, ông Trump từng chia sẻ sẽ không theo đuổi nhiệm kỳ thứ 3 tại Nhà Trắng nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh NBC năm 2023, cựu Tổng thống Trump nói ông sẽ không theo đuổi nhiệm kỳ thứ 3 nếu tái đắc cử. Theo tu trình án thứ 22, các Tổng thống Mỹ chỉ được đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ. Một trường hợp đặc biệt là cựu Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã lãnh đạo tới 4 nhiệm kỳ trước khi tu trình án được ban hành. Tuy nhiên, ông qua đời vào tháng 4 năm 1945 khi trong nhiệm kỳ thứ 4. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Time xuất bản vào tháng 4, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ nghỉ hưu sau nhiệm kỳ thứ 2. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Joe Biden và ông Trump đã nhất trí tham gia 2 cuộc tranh luận trong thời gian tới. Trong đó, một cuộc do kênh CNN tổ chức tại Atlanta ngày 27 tháng 6 và một cuộc do ABC News tổ chức vào ngày 10 tháng 9. Địa điểm vẫn chưa được xác định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.